cảm ơn bạn Mai. Tiếng hoan có thanh gì? Cô mời Vũ. Rồi, các em hãy thảo luận nhóm đôi thêm dấu thanh vào tiếng hoan để được tiếng mới. Với mấy thanh? Mời Phương Anh. À, tốt lắm. Cô mời Công. À, cô cảm ơn em. Các em học sang vần 2. Làm tròn môi vần át. Mời Hải Anh phân tích lại. Cố gắng nào. Ủa. À, tốt rồi. Phân tích vần áp. Mời Phương. Ah!
mấy âm là những âm nào? Cô mời em. Tốt lắm. Diễm Nhi. Kiểu vần nào? Mời Tuấn Anh. Vần có đủ âm đệm âm chính âm cuối. Mời Long. Vần có đủ âm đệm âm chính âm cuối. Vần có đủ âm đệm âm chính âm cuối. Tốt lắm. Đưa vần oát vào mô hình. Cô mời Mai. Để được tiếng mới có vần oát. Cô mời Yến Nhi. Có thể kết hợp được với mấy thanh? Cô mời Dinh. Là thanh gì? À, giỏi quá. Các em vừa làm tròn môi được hai vần nào? Cô mời Thu. Chính là nội dung bài cô dạy các em hôm nay. Vẫn có đủ âm đệm âm chính âm cuối. Vẫn
Mời Hân. Em thưa cô, vần oan và vần oát giống nhau, đều có âm đệm mo và âm chính a. Thuộc kiểu vần vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối. Khác nhau có vần oan có âm cuối nở, vần oát có âm cuối tở. Vần oan kết hợp được với 6 thanh, vần oát kết hợp được với 12 thanh. À, giỏi quá. Cô đưa vần, cả lớp làm tròn môi vần đó. An Đang, O An Quang. Ác Ác, O Ác Quang. Ai Ai, O Ai Quang. Tốt lắm. Bạn nào giỏi làm tròn môi vần sau đây? Anh. Mời Quyên. Anh, O, Anh, Oanh. Giỏi quá. Ách. Ách, O, Ách, Oanh. À, tốt lắm. Từ tiết học này các em làm tròn môi vần có âm chính và âm cuối. Các em làm tròn môi vần bằng cách nào? Mời Phương Anh. Mời Hân. Em thưa cô, làm tròn môi vần bằng cách thêm âm tròn môi đệm vào đằng trước vần đó. Tốt lắm. Âm đệm được ghi bằng con chữ nào? Mời Tuấn Anh. Em thưa cô, âm đệm được ghi bằng con chữ O và con chữ U. À. Cô mời Hạnh. Em thưa cô, âm đệm ghi bằng con chữ O và con chữ U ạ. À. Tốt lắm. Các em đã làm tròn môi được vần oan, vần oát và tìm được tiếng mới có chứa vần oan, vần oát. Rất tốt. Cô cùng các em thực hiện việc 2. Hướng dẫn các em dùng chữ ghi lại vần oan. Vần oan gồm có 3 con chữ: con chữ O, con chữ A, con chữ N. Chú ý quan sát tay cô viết. Điểm đặt bút ở dưới đường kẻ ngang thứ 3. Viết nét cong tròn khép kín, có độ cao 2 ly, độ rộng 1 ly rưỡi. Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng nối với con chữ A, có độ cao 2 ly, độ rộng 1 ly rưỡi, nối với con chữ N. Dừng phấn ở đường kẻ ngang thứ 2. Vần oát. Con chữ O nối với con chữ A. Con chữ tờ có độ cao 3 ly. Dừng phấn ở đường kẻ ngang thứ 2. Lia bút. Viết nét ngang ngắn. Khi viết, các em lưu ý viết liền nét. Quá. Long. Quan. Hà. Quá. Quan. Quá. Cô kiểm tra phấn. Viết vần oan. Viết vần oan lần thứ 2.
xuống dòng, viết oát. Viết soàn soạt. Cũng mời Hân lên bảng, anh Minh lên bảng. Lia bút lên, ghi dấu thanh trên A, cách một thân chữ O, viết con chữ sờ. Nối vần oát. Thanh nặng dưới A.